Xin chào bạn nha, nay mình sẽ đi câu lươn. Bây giờ là lúc 5 giờ rồi, cũng đã chiều nhưng mà buổi chiều thì lươn hay ăn đây. Ôi, một con được chưa? Đến đây nâng lên, để đây đâu. Hôm nay mình sẽ đi câu cho các bạn xem. Bố ơi, con câu với bố nhá. À, con đi câu á? Vâng. Ôi, đây gọi là loại chuồn hổ. Đây. Loại chuồn hổ này được lươn rất thích ăn bởi vì nó có mùi nó có mùi khá là tanh. Vì vậy là, và cái điều thứ hai nó là chuồn hổ nó có nhiều màu thì lươn nó sẽ dễ dàng nhìn thấy được mồi. Con gái hôm nay ở nhà nhé, bây giờ để bố đi câu lươn. Đây nhiều rô phi bác nhỉ? Ừ. Mình sẽ đi tìm lỗ lươn. Hôm nay thật là khó mà tìm được lỗ lươn. Hôm nay trời mới mưa xong, thì như không có cái lỗ nào cả. Mình lại phải đi lùi xuống đây. Đây có một cái lỗ. Đó là một cái hang của con ốc, không phải là một con lỗ lươn, không phải là cái lỗ con lươn. Ở đây lỗ ốc khá là nhiều. Đây là một cái kênh tự đào nên là
rất khó mà kiếm được một cái lỗ lươn ưng ý. Sang bên đây thì cái bờ nó có thể là nó trễ hơn. Nên mình đây có một cái lỗ. Khu vực này rất là khó tìm, khó có. Bờ kênh tự đào này thì như nếu mà đi câu lươn thì nên tìm ở các cái khu vực như là ruộng rau muống lâu, có từ lâu rồi thì nó mới có lươn được. Kênh mương tự đào này thì rất là khó, bởi vì không có lươn mẹ thì không thể có lươn con được. Đây rất là nhiều cá. Cá rất là quẫy, rất là động nước. Mình chữ lại cái khu này xem. Đây là một cái lỗ lươn rồi. Thấy nước phào ra, nước lên nước xuống. Đây các bạn này, nhìn đây. Đây lươn này mình câu được con lươn này.
con lươn con các bạn nhé. Rồi, đây. Đây, mình đã bắt được một con lươn. Nó khá là trơn. Đây, đây mình vừa vây câu được một con lươn đây các bạn này. Đấy, lươn này con này là khá hơi nhỏ, nhưng mà cũng thật là may mà hôm nay lâu lắm rồi mới đi câu lại bắt được con lươn. Giờ lại mình lại tiếp tục lấy mồi vào câu. Thực sự là đi câu mà không câu được là rất buồn, nhưng mà may mắn làm sao mà hôm nay đi câu lại để gặp được một lỗ có lươn. Con lươn mình vừa bắt được mình đã bỏ ở đây rồi. Đây là cái lưới. Lưới này giúp cầm lươn nó đỡ bị tuột. Bởi vì như các bạn biết là thân con lươn nó rất trơn. Ok, ta đi tiếp tục ta đi câu. Đây, mình lại đi lại chỗ cũ. Câu lươn vào tầm buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối thì lươn, trong cái thời điểm lươn đói thì lươn sẽ đi ăn và rất dễ cắn mồi. Các bạn nhớ điều này nhé, khi đi câu là nên câu vào sáng sớm hoặc là buổi chiều tối. Xin nhã. Ta lại tiếp tục tìm lỗ khác. Đây có rất nhiều lỗ đây. Các bạn lưu ý một điều là muốn câu được lươn to là phải kiên trì, bởi vì lươn to nó cảnh giác rất cao, nên là câu thì mình phải ngồi mình xoắn nhiều lần thì nó mới ăn được. Có một con hôm trước mình có đi câu một con lươn, nó phải tầm to bằng ngón chân, thì lúc đầu nó đớp, nhưng mà phải mất 15 phút sau nó mới đớp lại lần tiếp theo. Đấy, nó dè chừng, rất dè chừng. Lươn mẹ nó rất dè chừng. Không như là lươn con háo đói thì vào là nó đớp thôi. Thực sự là những người mà đam mê câu lươn thì mới đi được, chứ nếu mà những bạn nào mà không đam mê thì thực sự là rất khó, bởi vì là ở những cái vùng nước trũng như này thì có rất nhiều muỗi.
Lên to quá.